Sài Gòn mới mưa nhẹ nhẹ mà mọi người thấy nước không mọi người không? Biển nước luôn. Đường này là đường Vĩnh Lộc nha mọi người, đường rất là thấp. Bây giờ nó dám chạy này giật. Ờ ha. Nó đi bộ. Đi bộ thì nó an toàn. Dạ. Đi bộ thì an toàn. Nó kẹt xe lắm mọi người ơi, ngay chỗ đây là ngay chỗ Vĩnh Lộc này, ngay chỗ cái ngã tư Vĩnh Lộc, chợ Vĩnh Lộc á. Mưa sau một cơn mưa ở Sài Gòn mà trời kẹt cứng ngắc luôn. Từ cái đoạn mà chợ Vĩnh Lộc đi ra tới đây là cứng ngắc luôn, chưa tới đường Nguyễn Thị Tú luôn á mọi người. Cứng ngắc đi. Đặc sản Sài Gòn đã trở lại, kẹt xe sau một cơn mưa. Sau một cơn mưa thì kẹt xe. Sài Gòn là đến ở đây chỉ ở ngoại thành mới bị thôi, ở trung tâm Sài Gòn là không có đâu mọi người ơi. Kẹt cứng ngắc luôn, ở chỗ này là giao giữa cái đường. Là cúp xe này, cúp điện này chứ, chỗ này khu vực này cúp điện này chứ. Rồi xe nhích từng gít. Bây giờ người ra đường á, mọi người quá trời, bây giờ là cái giờ tan tầm thứ bảy nữa nè. Bên kia nhích từng gít từng gít ra. Quá trời nguy hiểm luôn không? Ở đây sát sát rất nhau là nhích nguy hiểm lắm này, coi cái cô kia nó bị dính luôn này. Còn nói là cái việc mà mình muốn là cái virus corona nó ra đi, để nó qua đi, nó có vaccine để phòng chống rồi đó, người dân chúng ta làm ăn rồi người dân thấy an toàn. Nhưng mà hết cái dịch, chưa có hết dịch mà mọi người thấy là cái đường phố Sài Gòn bây giờ nó kẹt xe kẹt cứng luôn mọi người. Sau một cơn mưa thì Sài Gòn kẹt cứng và nước là cũng kẹt luôn. Đó là cái khu vực ở ngoại thành đó, ở trong trung tâm thì hiện tại người ta cũng ít người dám ra đường lắm, thì ở ngoại thành thôi. Ở đây là cái khu vực của Bình Chánh này. Ở trên cái cống mà dập chân sập sình kìa. Chắc bữa nay chắc mới tối mới được ăn cơm đó. Trời. Không biết nữa, chỗ kia đông quá, bây giờ người ta ra đông lắm.
bao kia lớn lại, mà ở chỗ này là có ngay chỗ cái tiệm bánh rất là nổi tiếng ở khu vực này luôn á, mà tụ tập trung đông lắm, đông lắm, đông lắm. Hơn quá. Đây mọi người thấy, mọi người thấy chỗ này là tiệm bánh này người ta đông lắm. Má ơi. Phía bên kia là cái đường chỗ khu công nghiệp Vĩnh Lộc họ ấy ra. Nói chung cái hướng này cũng kẹt luôn nè. Cái này thì đi ra đường Hiền Tú. Mà chỗ này đâu có mặt bằng đâu người ta xây nữa. Bây giờ tao phải giải tỏa. Muốn giải tỏa là dở hả ông? Đền bù tiền đâu mà đền bù. Ok.